Sự tiến bộ của Jaloba giúp cho ban huấn luyện Chelsea có thêm một phương án chất lượng cho hàng thủ, có thể xoay tua với những trụ cột khác. Và để tri ân những đóng góp quan trọng của anh, ban lãnh đạo đội chủ sân Stamford Bridge đang lên kế hoạch cho một bản gia hạn hợp đồng. ESPN cho biết Chelsea chuẩn bị tưởng thưởng cho nhân tố đi lên từ lò đào tạo của câu lạc bộ với một bản hợp đồng mới. Được biết, người đại diện của hậu vệ này và câu lạc bộ thủ đô đã đạt được thỏa thuận với nhau. Trevor Chalobah vốn là cầu thủ rất đa năng, có thể đá tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm lẫn trung vệ. Anh sở hữu chiều cao lý tưởng 1m9. Ở trận đại bại 0-5 của Manchester United ở vòng 9, Donny van de Beek vẫn có tên trong danh sách đăng ký. Thế nhưng, tiền vệ người Hà Lan lại tiếp tục không được vào sân. Sau thất bại này, thay vì về nhà nghỉ ngơi như các cầu thủ Man United thích hay đến luyện tập ở trung tâm Carrington, van de Beek đã ở lại sân để rèn thể lực. Tại sân, van de Beek đã rèn những bài tập chạy nước rút trong khi các nhân viên đang chăm sóc mặt cỏ sau trận đấu. Tiền vệ 24 tuổi được theo kèo bởi một vị huấn luyện viên thể lực của Man United. Theo truyền thông Anh, van de Beek sẽ rời khỏi Man United trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, Everton đã từng rất muốn mượn cựu tiền vệ của Ajax, thế nhưng Man United đã từ chối. Thất bại xấu hổ trước Liverpool khiến Man United tụt xuống vị trí thứ 7, kém 8 điểm so với đội dẫn đầu là Chelsea. Không giống như những trận thua trước, Solskjaer không đổ lỗi cho một lý do nào cả mà nhận hết trách nhiệm về mình. Tuy nhiên, huấn luyện viên người Na Uy khẳng định sẽ không từ chức và quyết tâm cùng đội bóng này vượt qua khó khăn. Không có gì để bào chữa về trận thua này cả. Hôm nay là một ngày tồi tệ của tôi kể từ khi đến đây dẫn dắt. Chúng tôi không được phép để Liverpool có cơ hội ghi bàn, nhưng điều đó đã xảy ra nhiều lần trong hôm nay. Chúng tôi đã đi cùng nhau một quãng đường dài và đây không phải là lúc từ bỏ. Tôi chỉ muốn khẳng định rằng chúng tôi sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn này. Tinh thần toàn đội đang không tốt, nhưng hãy chờ xem cách mà chúng tôi vượt qua nó. Để thua Real Madrid, Barcelona trải qua chuỗi 5 trận El Clasico không biết đến mùa chiến thắng, trong đó có 4 thất bại liên tiếp. Về mặt cá nhân, Ronald Koeman trở thành huấn luyện viên đầu tiên của Barcelona để thua liền 3 trận El Clasico sau Patrick O'Connell. Chiến lược gia người Ireland đã từng trải qua tình cảnh tồi tệ này ở tận mùa giải 1935-1936. Thất vọng vì những gì Barcelona thể hiện ở El Clasico, đặc biệt là ở cuối hiệp 2, với lối đá tạt cánh đánh đầu nhàm chán, các cú lê đã trút giận lên Koeman sau trận đấu. Cụ thể, khi huấn luyện viên người Hà Lan lái xe rời khỏi Camp Nou, nhiều cổ động viên đã vây kín chiếc xe của ông. Những người này đã đạp thật mạnh vào chiếc xe, lăng nhục và yêu cầu ông từ chức. Điều đáng nói, vị huấn luyện viên người Hà Lan đã không nhận bất kỳ sự hỗ trợ nào từ các nhân viên an ninh. Trong trận đấu sớm nhất vòng loại U23 châu Á 2022, U23 Thái Lan bất ngờ bị Mông Cổ cầm hòa với tỷ số 1-1. Kết quả này sẽ khiến đội bóng xứ chùa vàng gặp khó khăn trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng J với Malaysia. Chơi áp đảo trong phần lớn thời gian, nhưng đại diện của Đông Nam Á vẫn phải chia điểm. Có được bàn thắng sớm, U23 Thái Lan duy trì được thế trận tấn công, trong khi Mông Cổ chỉ biết co cụm phòng ngự. Tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng, U23 Thái Lan phải trả giá ở phút 76. U23 Mông Cổ có được bàn thắng gỡ hòa nhờ công của Banjinian. Trong khoảng thời gian còn lại, U23 Mông Cổ chơi lăn xả và bảo toàn thành công tỷ số hòa 1-1. Trong đợt tập trung ngày 25 tháng 10, huấn luyện viên Paul Hanser triệu tập 25 cái tên cho trận đấu với Nhật Bản. Trong đó, Minh Vương đã trở lại, còn Trọng Hoàng thì vẫn vắng mặt. Danh sách 25 cầu thủ vẫn không có những cái tên nào xa lạ hay mới mẻ. Những cầu thủ được gọi chuẩn bị như hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh, Phạm Xuân Mạnh được bổ sung ở lần này sau gần một tháng lên tập trung. Tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì lực lượng với những gương mặt cũ. Huấn luyện viên người Hàn Quốc dự tính triệu tập 34 người để chuẩn bị cho AFF Cup 2020 vào đầu tháng 12. Danh sách này sẽ được công bố sau. Việt Nam sẽ chơi 2 trận liên tiếp trên sân nhà trước Nhật Bản và Ả Rập Saudi.